chào. Xin chào cô chú anh chị. Ici c'est Lulu. Yes. Đây là Lulu. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Lulu? On va faire le test de drone de Toine. D'accord. On le fait démarrer de là, Lulu. Tu veux le conduire? Bah, je sais pas. Ça dépend de monsieur derrière la caméra. Ah, d'accord. Est-ce que tu es contente de tester le drone? Oui, oui. D'accord. Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Nước Pháp Có Gì Hay. Đây là Toản Toản, nếu như quý vị nào chưa biết đến mình và kênh của mình ha. Bữa nay mình sẽ giới thiệu với quý vị lần đầu tiên trong đời một camera woman, một youtuber nữ, phải nói là youtuber nghèo nhất châu Âu thưa quý vị. Lần đầu tiên trong đời mình mới được test cái flycam. Và bữa nay thì mình cũng vẫn chưa hiểu cách thức sử dụng nó như thế nào. Nhưng mà mình sẽ cố gắng cùng với bạn Lolo và Lulu, chúng ta sẽ học cách điều khiển cái flycam này để trong năm mới này mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nhiều cái cảnh quay thiên nhiên rực rỡ và đẹp đẽ của nước Pháp để phục vụ quý vị khán giả nha. Và đây là cái camera của mình. Bữa nay mình sẽ cùng test cái camera này. Nó hiệu là Paro hả? Undi Paro. Nó hiệu Paro. Parot. Nó hiệu Parot. Bữa nay mình sẽ cùng test cái này để xem thử là nó chạy như thế nào. Và liệu rằng với nó thì YouTuber nghèo nhất châu Âu là Toản Toản ở kênh Nước Pháp Có Gì Hay có thể đổi đời được không nha quý vị ha. Đã làm cho cái camera bay lên rồi nhưng mà chưa biết di chuyển làm sao để cho nó đi. Nó chỉ đứng một chỗ thôi. Tu me vois? Hai bạn đó đã làm cho cái camera bay lên rồi nhưng mà chưa biết di chuyển làm sao để cho nó đi. Nó chỉ đứng một chỗ thôi. Đó là bây giờ đang lên cao, lên cao, lên cao. Ok, mais avancez. Avancez. Follow me. Nó lên cao rồi, bây giờ có. Nhưng mà bạn ấy chưa biết cách điều khiển để cho nó di chuyển êm đều trơn mướt mà nó cà giật. Hai bạn đó đang quay một cái ngọn núi từ xa kia. À, và mình thì đang đi dưới đất. Mình coi thử có ngọn núi không và có mình trong cái cảnh quay của bạn không. Bạn chỉ có thể lên cao, mình quay lại mình nhìn. Bạn lên cao, thiệt là cao. Tôi ở trên kia mình không còn thấy bạn nữa luôn á nha. À, thấy rồi. Đây, bạn đây rồi. Lên cao thì có lên cao nhưng mà đi xa thì không đi xa được. Chưa biết cách đi xa thì phải ạ. Thank you.
Ah, pourquoi il descend? Attends, comment on fait déjà? Ah, on est dans l'image. Ah oui, coucou, fais coucou, loulou. Coucou, la daronne. Wouhou. Attention. Ah, je me suis trompé de bouton. Ah, moi, je vais tout près. Oh là là, coucou, la daronne. Xin chào quý vị và các bạn. Đây là cái shot quay. Đây là cái shot quay từ flycam đầu tiên của mình. Các bạn có nhìn thấy mình không? Trời, nó cà giật đi đâu vậy? Je suis là. Je suis là. Regarde moi. Attends, attends, attends. Xin chào quý vị và các bạn. Đây là cái shot quay từ drone đầu tiên của mình. Juhu. Là. Bây giờ tới bạn Lulu bắt đầu thử nha. Phim mua, phim mua. Xuyệt ma tết. Trop vite. Fais doucement. Bạn Lulu làm nhanh quá, điều khiển nhanh quá. Trop vite. Bạn Lulu đang điều khiển nó để cho nó quay tụi mình từ xa. Tôi làm sao? Essaye de le garder à droite, pas à gauche, et de le sceller. Fais doucement, doucement. Regarde le drone. Voilà, comme ça. Lulu cũng hiểu được cách thức vận hành của nó rồi, nhưng mà Lulu làm nhanh quá và hay bị giật. Lát nữa tới mình. Attends. Here. Mm-hmm. When you do here, it's monte. Okay. Il monte. Mm. Là, il descend. Mm. Mm. Okay. Mm. And. Tu vois, il tourne. And if you do a little bit, it turns slowly. Là, il tourne plus vite. Okay. Mm. Okay. It's for filming. Okay. And if you go. If you want to avancer ou reculer, it's in. Avance, recule. Ok? Mm. So six functions. Some other more later. Maman, à fond, va s'en suivre. Oh, non, tape, tu veux que maman? 23%. Careful, si you have to control. Be careful the bird. Some bird in there. Regarde là, aussi. Hey, be careful the line là-bas. Where reviens, is this? Reviens. Where? Là. Where is this? Toujours là. I don't see it. Regarde l'écran. L'écran, c'est la caméra. Faites des frayeurs, vous. Tourne un peu à droite. Trop vite, trop stop, vite. Stop, stop, stop. Doucement. Reviens vers redescends, vous. Redescends. Tourne à droite, descends. Combien de pourcents, là? 18. Normalement, il doit revenir 17. Tout seul. Trop vite, qu'est-ce que tu fais? C'est stop! C'est ok! C'est celui-là pour aller à droite. S'en fout! Okay. Descends. Attends, papa, parce que là, il va se poser dans l'herbe. Trop vite. Non, not this one. Toi! Non, non, stop! Il n'y a plus stop. De batterie! Non! Oui, attends. Il faut descendre ici. Non, avant. Non, sur le sac pour pas qu'il soit sale. Go, avance. Mời các bạn cùng xem lại những shot quay của ba đứa tụi mình nha. Thực sự thì nó hết pin rồi cho nên là mình phải dừng thôi. Chứ còn nhiều thứ phải khám phá lắm các bạn, mình chưa biết gì hết á. Để rồi từ từ mình khám phá rồi mình sẽ chuyển tải nó trong những cái góc quay và gửi đến các bạn trong những cái video sắp tới nha. Ở đây á, muốn quay cái flycam này nó cũng phức tạp lắm các bạn. Phải tuân thủ những cái địa điểm mà người ta cho phép và phải có bằng lái. Nếu mà mình vi phạm đó thì mình sẽ tham gia câu lạc bộ Juventus trong vòng 1 năm và phải đóng phạt là 75.000 euro các bạn ạ.
Ouais, bah c'est pas gagné les amis. Cái drone này nó chỉ có thể quay trong 20 phút thôi các bạn ạ. Je pense qu'il faudra acheter. Quý vị và các bạn, như vậy là tụi mình đã hoàn thành cái lần thử flycam đầu tiên. Bây giờ mình sẽ về nhà mình gỡ ra thôi, thử nó hoạt động như thế nào và tụi mình có quay được cái cảnh nào quay được không nha các bạn. Nếu mà được thì hy vọng là trong năm tới này mình sẽ có những cái cuộc quay phong cảnh tuyệt đẹp của nước Pháp để giới thiệu đến quý vị và các bạn nha. Nhớ đừng bỏ qua kênh nước Pháp có gì hay, hãy đăng ký, bấm like để ủng hộ mình cho mình nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Au revoir, bye bye.